Lên sóng cho em một cái bé da dép không 17 đầu nha em ơi, không 17 đầu sáng xi măng nha. Cái màu này là cực kỳ hot luôn nha anh em. Về phần giấy tờ con này là không 17 đầu, xe máy zin, đầu zin, bốn món ăn chơi sẵn trên xe luôn, và đằng sau có cái cục ô lim nữa nha anh em. Đó, tất cả xe khách đã qua sử dụng tất cả đều đã lên bốn món chơi cục ô lim. Ba món ăn chơi này là đều cơ bản của da dép cần có là hết hơn 30 củ khoai nha anh em. Rồi, các bạn em lúc sau cho mình sẽ test cái cục máy con xe này cho em tham khảo nha. Con xe đã lên trái C-Pass rồi nha anh em. Đó, bốn món ăn chơi, phục ô liền, hồ sơ cầm tay 17 đầu nha anh em, đầu zin, máy zin. Câu châm ngô của Don Hiếu này nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Anh em đừng quan tâm, nhắc cái máy lên alo cho mình nha anh em.